Kiếp thế. Cái nem này kiếp thế. Nói chung là hay rồi. Cái quả đấy mình sợ là mình đồng hồ nó đi bộ theo nó giết anh em ạ. Quá vét này. Ôi Katlin đánh cũng ác quỷ lắm. Ui. Mày mấy thằng này đánh. Mày có bác đâm chất LCK luôn đấy. À, nghĩ sao về vấn đề mất mũ bảo hiểm ở quán net? Mất mũ bảo hiểm ở quán net thì em phải cần trô giúp anh nhá. Nếu mà mũ xịn thì cầm lên tại quán luôn, để với chân ấy. Còn không thì định xe ga thì đút vào cốp cho anh gái. Chứ anh em cứ để ngoài là mất nha. Nha. Cái mũ bảo hiểm thì tôi không thể nào đi theo anh em để gọi là tìm được cho anh em đâu. Vi ơi, chúng ta cùng tuổi mà nhìn bạn trẻ quá, có vợ làm bạn trẻ ra phải không nhỉ? Bạn ơi, cái mày line up đem nó khỏe nhá. Nhưng mà team mình 4 áp này, mình cả bạn pick áp rồi, chúng nó có pick áp như hai con nhỉ. Nhưng mà mày đánh game này con Viego mới đúng hợp lý. Trận này rồi. Trận này bạn phải nuôi con Katlin. Katlin không xanh là cút. Ok. Cái mày đánh cẩn thận mà nhá. Okay. Đánh kỹ nhá. Cái game này là game kim cương 1. Ok. Mít hết pèo nè tụi ơi. Bạn sợ mình chạy ra mình cắm mắt mình cô bạn cái quê luôn này. Ok. Bạn phải nó đút bạn của nó nhá. Mình còn lát nhá. Nó còn bánh quy đâu của nó nhiều. Thôi, bạn đứng cover mình thôi, mình ăn hết quê này mình về cả. Ok, thế thì mình ăn con sói đó. Ok, wow. Cứ ăn đi. Quê vào mình. Canh người quê nó đít mình thôi, có thể nó vét ra luôn đấy nhá. Hiểu. Sao bạn rồi? Ok. Bạn chết nhờ. Nó không beo nhá. Hơi khó đúng không? Mình hết mana luôn. Mình còn một đúp nhá. Đúp không? Wow. Mày khó thế. À là BK ác quỷ đấy. Bạn bị chấn mất cái đúp rồi lát lấy được. Ờ, chấn mất đúp, không chấn mất đúp mình đập chết rồi. Đỗ rồi bọn này hàng BK ác quỷ quá. Đừng có bếp đi chơi luôn bạn nhá. Ok, ngon luôn. Ngon luôn đấy. Có sai không? Bạn có sai không? Bạn biết không? Đấy, tẩy luôn. Không được. Mất tẩy nhá. Không đánh, bỏ đi. Nó có rơ của mình. Ui, quả flash kìa. Ra rồi, thêm cái flash con luôn. 20 giây mình có rồi. Mình có biết là có flash. Tham ấy. Mình nghĩ là mình tham rồi, mình đánh cover cho quá xíu.
Khôn chưa? Khôn. Đẩy nó đi lên, nó dần, nó không cho mình đánh lên mà. Đầu thằng lên xuống cứt luôn bạn ơi. Mình nghĩ là hạn chế PK thằng đấy này. Nó gánh tem được. Có chịu thế nhở? Được, hay. Con thằng này được đấy. Ác quỷ, ác quỷ, ác quỷ, ác quỷ. Cầm súng nó dí mình tới. Chạy bot, chạy bot, chạy bot, chạy bot nhanh. Chạy bot nhanh, một deep 2 này. Đúng. Nhanh, 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 nhanh. Mình bọc vòng to lần đấy nhá. Ê kìa, biết rồi, nó biết rồi, con xuống nước bạn này, từ từ thôi, từ từ thôi. Được rồi, mình ép hẳn nó về rồi. Ép nó về thôi. Cảm ơn fan nhé. Chúc à buổi tối VVE ngủ đây, hy vọng The C may mắn gặp anh ở game hôm. Ok Ben ơi, cảm ơn. Kìa, kìa. Có con đau hết rồi. Này. Cứ bình tĩnh, 5 giây nữa mình làm được. Rồi, tầm này này. Mình sát con rồng, ngon hơn. Không deep được bạn này. Đi vào không? Lấy nào đánh lấy, né. Tiếp một thằng nhanh em, Ôi, rồi. Lung linh! Nice. Ui bạn em, tao vào cướp mình. Hai anh em đủ đam không? Bạn chạy đi. Chạy thẳng cái túi. Bạn chết đi. Nó vẫn đứng trong này mà. Đấy, nó chết này. Trời ơi. Đấy, điều kiện nó mình bắn này. Đép được không? Đép được cái trụ nào? Mình đúng chưa? Bắt rồi. Rồi bắt không rồi nhé. Ok. Mình múa mình các kiểu thằng gá vét câu kéo bạn vào chậm vào bị cản đúng không? Đâu, nó đi khéo quá chứ. Nó chạy nhanh vậy đấy. Mình chạy từ đầu đến cuối. Câu bao nhiêu slow slip các kiểu luôn ấy. Mình câu tham vãi luôn ấy. Ra nó chói luôn, gờ luôn nhá, mình chết luôn. Bot này mình hơi ghê đây này anh em ơi, biết ngay này. Mình biết ngay mà. Thấy cái mùi trung thủ ngay. Đó là lắp lại thằng Kenen, không biết sao nó định bán. Bán đẹp không? Hơi quay để tele cứu tao được không? À, bạn xuống lại mình dãy được nha, bạn chạy kịp. Rồi, nó bỏ. No pro play. Tầm đa. Tầm nặng cũng. Ơi, mất đây. Tầm nặng nha. Đổi tạm, mới đổi tí. Mọi người đi. Thằng vừa đã vét vào mui đồ, biết chơi chưa? Nếu mà không kịp thì có lẽ là bỏ.
mình biết rồi đấy, không không bá. Thằng Kennen nó có lát, đang tìm đấy, đang tìm các bạn. Nó chưa có đồng hồ này. Này 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 này. Tao binh trước vào đấy nhá. Ngay nghe mình luôn ấy trời. Cái này nó đứng đâu ạ? Nó đứng đây này. Trời ơi là trời, không sao. Đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Không không lên được, không lên được, không lên được, không lên được. Ai quá đắt rồi. Thôi bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, là con mình mua đấy, bỏ đi, bỏ đi. Ê, rồi rồi. Không nhà của Quyền, Kalin không để ý luôn. Bờ vét này khiếp vãi. Mả phụ nó à. Nhanh thế. Mình chụp luôn, mình chụp luôn, mình chụp luôn. Không đồng hồ đâu. Ok, ok. Để mình đứng sau 40 giây nữa mình có đâu. Cái kiểu xịt lát lên này như meta thôi nhá. Tôi gặp hai ba lần lên kiểu bài đó. Kiểu tăng đam đâu. Chú nghe này. Bảo có phá đúng không? Đây bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi. Bạn ơi, bạn ơi. Được rồi, được rồi, được rồi. Khả năng nó không giết mình đâu. Ui. Đủ đam à? Hay lìn nè. Kiếp thế. Cái nem này kiếp thế. Nói chung là hay rồi, hay rồi. Cái quả đấy mình sợ là mình đồng hồ nó đi. Nó đi bộ theo nó giết anh em ạ. Quá vét này. Ôi cắt lìn này cũng áp quỷ lắm. Ui. Mày mấy thằng này đánh. Mày có mang đâm chất LCK luôn đấy. Mày Mỹ cẩn thận này, Mỹ cẩn thận này, Mỹ cẩn thận này, Mỹ cẩn thận này, mình bắt Ryder cái. Này, ra lại. Từ từ nhá, từ nhá, thiếu mình. Đau rồi, không đau rồi. Mình qua này. Bắt thằng Zira nên là không giải quyết vấn đề này. Zira nó không phải là vấn đề cái game này. Thử luôn anh, thử luôn, con kia này hết rồi. Hết máu, thoải mái rồi anh. Thôi em đưa anh đi, anh đưa anh đi. Đi ra có thể lấy đi. Rồi 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 rồi. Thôi cứ từ từ cứ này. Đó anh về đi, đó anh. Có em luôn ta. Đó anh về đi, đó anh. Ôi
ăn luôn đấy, chiếc này đang ăn luôn đấy. Sợ lắm em, cái tốt ghê quá. Bạn từ nhá, mình đứng lưng chừng nhá, có gì mình lên nhá. Rồi. Ăn đi mình đép. Bách nhá để mình để hết lưng á. Kéo đây ăn kìa. Ba thua. Chết rồi, chết này. Không lính đánh được, Để xem nó ở đây quá. Đi là boss Kenneth tốt rồi. Được. Được. Hình như vừa có thằng nó đi qua đây thì phải. Thông lên nào ấy. Thằng máy ép nào ấy. Đây rồi. Mày làm cái gì? Mày định ngăn cả ba tao lên kim cương 1 á. Chúng mày định ngăn cả anh. Anh em mình lỗi, game này mình lỗi tùm lum. Không sao, hay rồi. Game này mình bị cống. Cực kỳ beautiful.